Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi học tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại đà một bước bật nhảy đá lăng, đá ba bước bật nhảy đá lăng, và chúng ta sẽ tập thêm một số bài tập thể lực để chúng ta phát triển thể lực của chân. Thì trước khi vào buổi học thì chúng ta sẽ khởi động. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động khớp cổ. 1 2 3 4 5 6 7 8, ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8, khởi động khớp của tay của chân 1 2 3 4 5 6 7 8, ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8, khởi động khớp của tay 1 2 3 4 5 6 7 8, ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8, rồi ông cấp vai 1 2 3 4 5 6 7 8, ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8, cơ phòng 1 2 3. Ép dọc 1 2 3 4 5 6 7 8, rồi về 2 2 3 4 5 6 7 8, ép ngang 1 2 3 4 5 6 7 8, rồi về 2 2 3 4 5 6 7 8, chạy bước nhỏ. Chúng ta sẽ tiến là tần số nhanh, nâng cao đùi, bắt chạm mông. Thì như video đầu tiên thầy đã chia sẻ thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại đá một bước đá lăng và đá ba bước đá lăng. Tư thế chuẩn bị đá một bước đá lăng, chúng ta để chân dầm nhảy ở phía sau, chúng ta bước lên đồng thời thực hiện bật nhảy đá lăng, hai tay chúng ta dừng lại ở ngang vai, chúng ta thực hiện lại đá một bước đá lăng. Đây là đá ba bước đá lăng. Tương tự thì chúng ta cũng để chân dầm nhảy phía sau, chúng ta bước đủ ba bước rồi chúng ta sẽ thực hiện bật nhảy đá lăng. 1 2 3, chú ý là ở đà bước cuối chúng ta bước dài ra và đặt gót chân chúng ta chạm vào điểm dừng nhảy ở bằng gót chân trước. Ta thực hiện lại 1 2 3. Sau khi ôn lại đà một bước đá lăng và đà ba bước đá lăng thì chúng ta sẽ tập một số bài thể lực. Bài thể lực như sau. Bài thể lực thứ nhất, chúng ta đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay buông lỏng tự nhiên, thực hiện cách thực hiện chúng ta khuỷu gối xuống đồng thời hai tay đưa lên ở ngang vai 1 2, tiếp chân 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta mỗi bài tập chúng ta sẽ nghỉ 5 giây và chúng ta sẽ thực hiện lại. Đây, bài tập thứ hai, động tác tương tự nhưng chúng ta sẽ kết hợp với động tác nhảy lên. Rồi, từ đây mình 1
5 6 7 8 Bài tập tiếp theo, bài tập số 3, chúng ta có thể là tận dụng cái ô gạch của nhà mình, hoặc là chúng ta vẽ cho thầy 4 ô vuông. Cách tập như sau: chúng ta đứng ở phía giữa, bật ô đầu tiên, ô số 2, ô số 3, ô số 4, và tiếp tục tần số nhanh lên. Thì đấy là ba bài tập dành cho chúng ta. Sau khi tập xong thì chúng ta sẽ thả lỏng cả cơ, hai tay chống đầu gối, trụ chân, hai tay cao, hít vào, xuống thở ra, lên hít vào, xuống thở ra. Rồi, thì hôm nay thầy đã giới thiệu chúng ta cái bài tập của tuần tiếp theo. Chúc các em là tập luyện tốt và có một tuần học tập tốt. Hẹn gặp lại các em.